Chào người trở lại với channel của mình là Ryan Lê. Và hôm nay trở lại video cực kỳ hấp dẫn, đó chính là Công Thành Chiến ở bên Võ Lâm Truyền Kỳ 1 Mobile. Thì hiện tại Công Thành Chiến đã được đổi mới rất là nhiều. Thì hôm nay mình sẽ tham gia Công Thành Chiến ở server S115 nha. Thì server này cũng là server hiện tại theo mình cũng khá là hot luôn, bởi quy tụ rất là nhiều bang hội cũng như top server nha. Thì hôm nay mình sẽ làm video Công Thành. Thì trước khi vào video là phút quảng cáo của mình là bên mình có bán thẻ zin rẻ, các bạn tự nạp server ngân hàng lên tới chiết khấu 10%, và mình sẽ nhận trung gian đổi tin tức cả những sản phẩm của VinG cũng như những up event liên server với giá từ 220 tới 240, cũng như là thu mua lại ngân phiếu này, bán ngân phiếu on server giá từ 190 tới 200 cho mọi người nha. Thì anh em nào cần mua ngân phiếu, cần đặt hàng ngân phiếu hoặc bất kỳ vấn đề nào về trong game ấy thì cứ liên hệ mình, và đừng quên like, subscribe kênh ủng hộ mình nha. Thì mình xin cảm ơn rất là nhiều anh top ở server S115 cũng như là những anh top ở game Võ Lâm Truyền Kỳ luôn ủng hộ mình. Thì mình sẽ cho mọi người xem sơ về bang hội này nha. Bang hội đầu tiên sẽ có bang của Thiên Sát Louis Phi Tông, thứ hai bang Hào Kiệp của Đoàn Đại Lý, thứ ba là bang Cao Minh. Thì bang này hiện tại là bang đang chứng giữ cái phần tường anh em ơi. Bang này chuẩn bị đánh ổ đánh lên ta, đánh lên đánh xuống nhờ. Như mình vô nhầm á nhờ. Hôm nay đánh lên đánh xuống nhờ. Đúng không ta? Tự nhiên mình vô công ta. Rồi khỏi coi, hình như mình phải vô đánh lên chứ. Vô công hành chiến đi, vô lên chứ anh em. À đây, hỏi tham chiến đó. Ủa? Đây, đây Lâm Mai không? Tự nhiên mình thủ chi ở đây? Lâm Mai công thành cự mã lụm anh em. Lụm mấy này anh em ơi. Lụm, hôm nay đánh đấy, hôm nay căng nha. Đánh thành này cũng căng đấy. Lụm hết đi anh em, lụm đi bà con ơi. Bà con có bác lụm đi bà con ơi. Lụm đi, lụm đi. Ok, chuẩn bị đánh đi anh em ơi, chuẩn bị đánh đi, chuẩn bị tấn công nào. Xong lên đi cánh phải. Ủa xong nghe anh em nói gì ta, từ để mình mở loa lên anh em ơi. Sorry. Không mở loa lên nghe chắc được chứ. Voi ban đi. Chỉ nghe anh em chỉ đạo đã. Dẫn ngoài tấn công vào. Vào chưa, xong vô luôn rồi, xong vô. Chưa hai kiếm trụ luôn. Ôi cái lông chùa dạo này trâu dữ ta. Lông chùa xưa đánh khó lắm, giờ trâu dữ vậy. Ừ có chiến xa nữa kìa. Công thành xông lên đấy, lụm thêm này. Ủ thành cự mã lụm liền. Ủa lụm rồi. Ủa lụm rồi. Ủa cái này không phải phe mình. Lụm mà chỉ thuộc về phe mình thôi anh em ơi. Thủ thành thuẫn nháp. Ủa sao mấy ông thủ không lụm mấy này ta. Quýnh luôn, thật bị bỏ quên là quýnh gì ta. À quýnh ông này được gì, để coi thử không. Ông này mới nhỉ. Quýnh được gì. À 200, thu thập được 200 điểm cơ quan. Cơ quan này căng nhỉ. Cái này là đánh của phe kia thôi anh em. Tấn công lên. Ủa sao mà không thấy ai đánh đạo nhờ, ba em có đánh đạo không? À có đây, Flip Ruby đều quân tập trung ở đây anh em. À ổng đang điều quân này, điều ổng đi, đây. Đánh 10% đi về anh em ơi, đánh 10% thôi. Ok, đánh 10% đi về, đánh 10% nãy giờ mới nghe tiếng anh em à. Xong lên, ông nào xong lên vậy? Hạt quân này cũng kinh đấy, hạt quân này, từ để mình coi hạt quân này top bao nhiêu á, sao vợ nhờ? Thành 10 anh em à, trong khi đồng đại lý Louis Vuitton này táo đỏ phụ mình trí server này tài mấy cao thủ không anh em ơi. Tết cơm băng, xa cơm băng, tiếng sóng mấy server kinh quá. Nè, bị lũng hay sao nhờ? Trời ơi, xe kia uýnh cái uýnh được luôn kìa, ghê không? Xe công thành uýnh được nha bồ, giỡn hoài. Xe công thành uýnh được nha. Ừ, giỡn mặt chiêu hút ghê không? Uýnh. Ai cho uýnh xe công thành mình? Ai cho uýnh? Uýnh nó bồ, uýnh nó. Ui giỡn mặt. Giỡn mặt nó bồ. Mấy ông kia cái bàn chuẩn đau với người ta. Cái bàn chuẩn thương thốn luôn.
Không lấy sinh viên nữa nhá, sinh viên 70% nữa nhá. Em ông chủ một thôi. À, anh em yêu ông chủ một thôi. Để mình qua mình đánh lộn tí xíu đi. Làm video thôi, về ông chủ đi. Đánh là chỉ đạo của anh em đi. Về ông chủ một. Về ông chủ đi, để cho em kia đánh nhau đi. À, ông nào bằng máu chủ vậy? Ý, cây máu chủ hồi máu anh em ơi, ngon nha, hồi máu có vẻ như cây trụ này bây giờ trâu hơn trụ xưa nha. Nếu bây giờ bào máu trụ là khó nha. Hồi xưa bào máu trụ nó dễ, còn giờ bào máu trụ nó hơi khó luôn á. Rảnh rỗi thì anh em cầm tay đi nhập cũng được. Còn cái này là cái điểm để chế tạo chiến xa này. Thay đổi trận hình này. Dạy rồi em cầm tay đi nhập đi. Để thăng cấp mấy cái tí gọi luôn. À cái này là có thêm anh em. Cái này là như người có quyền là chỉnh được này, mình trưởng lão mình chỉnh cũng được này. Nên thôi đừng bấm bậy vô anh em, bấm bậy hồi thấy mụ nội luôn ấy. Bấm hồi bà nội nó bấm vô. Đây được một lần nè, tấn công gì nữa. Bấm bậy hồi mệt nữa, nói chung không bấm vô mấy đó anh em. Công hành thấy trụ này cũng trâu quá. Ai à, quýnh không phải luôn. Ai à, ai à, ai à. Anh nào giết mình vậy? Táo đỏ đi mồi, mạnh quá, táo đỏ là top rồi. Anh em táo đỏ đứng vào mẫu trụ về, anh em đâu rồi? Quýnh không xin nhờ ông táo đỏ luôn. Vãi nồi cũng trâu quá. Trời ơi, cái gì vậy? Trưởng ông giống như là gọi là cái gì? Gọi là trứng trời đá vậy? Vãi nồi. Tiên câu đi. Tiên làm lại câu gì ta? Tôi chào anh em nha. Nói đi ăn về anh em ơi. Tình hình sao? Trời vãi đứt. Từ hồi ra đây lùm mấy đầu cụ đi. Ngay ngồi lùm mấy đầu cụ để tăng điểm lên thôi. Sao ổng anh em? Không ai lùm đầu cụ nữa. Có mình đi lùm gì? Thôi hãy trụ đi, hãy trụ một đi. Đội hậu cần gì đâu, thiệt tình. Ổn, nó mời anh em đi nhập đi để nâng cấp lên mắt đi đã. Đánh hôm nay có vẻ ngon ăn đấy. Mình thả tút cái trong thành đây, thả góc này nè, thả chỗ nào đó thấy ha. Nhặt đầu cũ đi em ơi, nhặt đầu cũ đi. Có mình đi lụm mà chắc phong cho mình cái chức là chùm đi lụm. Lên stream chơi để vậy là stream được. Cho tu thả cảnh góc mai giáo rồi. Sinh viên mình câu 10% rồi nhưng mà thằng Kim Nguyên bảo đi nó ăn mẹ rồi. Làm mấy này để đủ điểm để kích hoạt mấy cái chức năng khác anh em. 60 điểm này. Okay, có đây để tăng mấy khác lên. Đây tự nhiên còn nào không hết rồi. Đây còn mấy cái được luôn. Về đây cho thằng V50 lập tức về. Quýnh là mấy này để tăng điểm cơ mở được cơ quan lên. Có nghĩa là mấy cái ông yếu yếu á, không quýnh lộn được thì cho lụm này cũng được. Ông nào quýnh lộn ngoài đây vậy? À, xe lương thực này giết mấy xe này. Cái quan thì thôi chùm luôn mấy này rồi. Anh em nào rảnh tay cứ nhặt thọ giúp nhé. Anh em
em cứ nhặt thôi, không phải lo đâu. Công á chứ mình không được nhặt đội thủ. Cái đồ công á chung đa số công chiến bây giờ anh em treo máy nhiều. Có mình cho mình tặng tặng mình huy chương, huy chương chăm chỉ. Để chi thủ là của tụi nó. Huy chương chăm chỉ. Mình không có nhặt ở trong được, ở ngoài được. Hết chưa ta? Trên này còn. Ồ, trên này cũng còn nữa đó. Nhặt tích điểm đi nè. Điểm cao ok. Với chủ là không biết. Cứ cho Colon nghe nghe ta. Nhặt cái đồ thủ vẫn tăng được ấy nhá, vẫn tăng nâng cấp được đạo cụ. Xong ra ngoài ta, nó ra ngoài lũng ngoài ta. Tôi nhặt tôi thấy nó không báo gì. Bây giờ tôi nhặt công. Nó cứ ra ngoài nhờ. Này là quýnh được hai bên nè. Nó này thả được công. Quá trời luôn. Mày bên cái địch rồi. Cái địch mày có một cái thành thành một thằng đi nhặt một thằng kia dòng thành vô chủ đứng với thành. Cái nào của mình cho hết máu á, bắn bơm máu lại cho tụi nó. Nó có cái dòng mình đi trái nè. 100% sinh lực cho khí cụ công thành rồi thấy không? Góc cuối cùng, bên trái kéo xuống cuối cùng là cái đó đó. Trời ơi, ngoài đây quá trời, không ai lụm luôn trời. Cái trên á, vòng vòng vòng, mình canh canh, hết máu, hết máu, hồi lên chỗ này máu. Không ai lụm thì mình lụm. Chụp mà hậu khẽ vậy. Mấy thằng hậu kia chắc nó trong nó nhặt đồ rồi. Không phải thu thập vật tư của phe này, thủ mình nhặt không được đâu. Người ta đang lụm mình, tại sao vô quýnh người ta? Đi đâu, báo đi đâu, báo không thấy đâu ha. Kìa, mình ra cái chỗ này anh em thấy không? Biết không lụm đứng này chẳng cấm luôn. Cái chỗ mình bị lắm này, đứng ngay cấm anh em thấy không? Đứng chẳng cấm luôn. Anh em tôi dài đánh mới được. Đánh cái chỗ, đánh phá một cái chỗ đó rồi mình thả được một con xe. Đứng một cái chỗ đó mình đứng chặn cổng luôn. Rồi, nghe chỉ đạo anh em đi. Rồi, chính xa mình quá trời, mấy chục chiếc quân kinh nghệ. Ôi, cái hiểu là thủ thành ngon anh thôi. Anh em đang lý cái game tiếp dâm đó. Đi lập giết quá trời, chính xa luôn. Để lý cho anh em nó chưa lên góc rồi anh em, chưa góc 12 giờ rồi anh em. Tiếp dâm đó. Ai gặp tay hết. Ha, à, ở lộn ngoài. Ừ. Sao nó không mua máu giùm mình. Mắc hả lộn trong nhà mẹ nó. Anh em tập trung lại thủ cái trụ giùm mình đi. Không chạy đi đâu nữa, không có qua bên kia nữa. Lên góc 12 giờ quýnh hai cái thằng kia thôi, hai thằng đập to kìa anh em, đừng có quýnh mấy thằng lóc chóc ở dưới chi, cứ lên thẳng 12 giờ. À, góc 1 giờ của trụ 1 anh em, gặp đèn lý táo đỏ kìa anh em, bu vô đánh nó đi cũng chết à. Đi ra lụm lụm cái chiến cơ nó ra lụm này để lấy điểm chiến xa nữa cho ngon xíu. Lụm rồi, lụm rồi, lụm rồi. Gì vậy cái nội, con lụm đồ mạnh ấy lụm không nội. Đúng rồi, nó dồn xuống cây này đúng rồi. Nó mày sáo nhờ. Đi về cho mình lụm luôn. Còn bao nhiêu phút nữa anh em? 8 phút vẫn kịp nha anh em, vẫn kịp búp lại nha anh em. Cứ búp lại đi anh em, sao đâu. Cái hơi cũ của mình sao nó nằm ở ngay góc này ta? Mẹ. Thả trụ đi anh em ơi, thả trụ đi. Cái thuẫn là được 60 điểm anh em, cái này được có 20 điểm mà. Ông nào công thành mà on time nhiều bây giờ lợi thế nhiều. Công thành bây giờ on time á. Lợi thế nhiều mà mốt chắc auto nó ra thêm cái chức năng tự thu thập cái này luôn rồi. Tính ra cũng vậy anh em. Đúng không?
Sau này mình nghĩ ô tô nó cũng mang chức năng thu thập thôi. Nhả trụ anh em, nhả trụ anh em đánh là thành lan đi em, đánh là nàng thành lan em, nhả trụ anh em. Nhả trụ anh em, nhả trụ thành, nhả trụ thành. Nàng trụ cho nàng trụ thành còn bảy. Anh em làm mà chết thì lúc về thành thì cố nhập lấy một ít khí cụ nhé để thả nhé. Ok ok, để mình lụm hết cho. Mình được cái là huy chương chăm chỉ lắm. Để mình lụm lên, hết lên, cho luôn, em ơi, lên xếp đi luôn, lên cái điểm của bạn đi em, lên áp lực đi, lên áp lực lên, lên áp lực luôn em, lên áp lực luôn em. Đây lụm mấy cái thủng này trước đi. Mấy cái thủng điểm cao mình lụm trước, lên thẳng lên trên áp lực luôn em. Cự mã sao em, cái thủng nó tới 60 điểm luôn. Đúng rồi, 60 điểm hay lắm anh em, lên áp lực luôn đúng rồi. K7 má này hả lộn con biển này nằm trong nhà, hả lộn con nằm trong nhà mẹ à. Lùm xe mình tính ra cũng phải 7-80 bạc á, 6-70 bạc á. Lên áp lực luôn, lên áp lực luôn, khải trụ luôn, lên áp lực luôn. Má đang lụm đồ ông nội. Thì cứ mấy mày không cho lụm đồ sao nhờ. Tí mày thả đủ xe thì còn 2k thì để dành nhá, để tí hết máu có bút. Để mình lụm thủng. Để lại 2k để hồi máu. Giờ mình bút máu cái được không ta? Mới bút máu phải không? Ừ thấy gần hết rồi tao bút rồi. Tí phút cuối là vẫn phải dành 2k nhé để bút nhé. Ô trên này quá trời luôn. Xe nhiều lắm rồi. Gom xe nhiều lắm rồi, xe mình ở trụ 2 người. Cuối mình nhả trụ mình cho xe ăn trụ lại cũng được. Hiểu không? Hiểu không? Bây giờ hiện tại là cứ lên lại ngay đây đi, 5 phút thôi. Nè, giờ cho dàn Colon đây nè. Cho Colon tập trung ở đây đi, Colon tập trung ở đây đi. Đúng rồi, tập trung ở giữa luôn, tập trung bên hông này nè. Rồi anh em cầm tay cứ về trụ, anh em cầm tay về trụ bảo vệ xe anh em ơi. Anh em cầm tay về trụ bảo vệ xe, Colon em thả cho nó anh em cầm tay về trụ bảo vệ xe giùm em coi. Cứ về trụ 1 bảo vệ mấy xe em, thằng nào lên phá trụ giết nó. Cứ dứt nó thôi, trụ mất kệ nó. Cho nó lấy lại trụ luôn anh em. Nó đi vô bảo vệ xe đi. Cái cha đây, ông nào dựng cái tỉnh đi. Thấy cái xe ăn trụ lại ngon anh em. Trời má xe đông vậy. Anh em thấy xe không? Phải, nồi 5-6 xe chơi nổi. Nhưng mà cái trụ máu nào bào ghê, trời 5-6 xe mà ai bào máu trụ mình khó chịu đi. Auto cho Colon ở đó đi anh em, cứ cho Colon nó tạ đồ đó đi anh em cứ chạy về thành cái neo trong nhặt hết đồ đi anh em. Còn 2 phút mình hay đánh, 2 phút mình tính tiếp anh em. Hiện tại anh em cầm tay cứ về trụ 1 đi, chết thì chạy vô khu vệ sinh lượm 2-3 người cái rồi chạy ra trụ 1 tiếp. Bào máu trụ rồi, bởi vệ xe giúp em nha, bởi vệ xe giúp em. Cái chính quýnh ông cái gì không xin nhê, quýnh ông nó đi coi dung môn coi trời đồ, anh dung môn tái tốt không vậy kinh nhê, quýnh ông dung môn như gãy ngứa luôn á. Phút cuối tôi dắt anh em lên xích phim mày ông ở lại gom mấy cái xe lại nhà thành. Cái dòng đầu tiên là gom xe, dòng thứ hai là dòng thứ ba cuối là bút máu xe. Chở năng đi nè. Xe nó đủ ủi rồi, xe ủi đụng nó ghê biết không. Hay từ từ anh em đừng đánh trụ, bỏ trụ đi anh em. Xe ủi coi đi, đam xe nó ủi sao. Bỏ trụ đi anh em. Bỏ trụ nhưng mà xe nó quýnh cái trụ.
sâu hỏi thường 208 được thêm xe nữa nè, thả đi luôn nha Thành ơi. Rồi đó 2 phút 20. Đừng đừng lấy xe nhá, để tao búp hai cái cần 3.000 đấy nhá, cần 3.000 nhá, một cái sát thương tao 5 lần đấy. Rồi đang để trong á, để điểm trong á. Để đừng lại nguyên 3.000 nhá. Xem cặp xe em thôi, ok. Bỏ hậu ơi. Gì ta? Kiệt đừng ăn chim, kiệt chú tiểu. Kiệt chú tiểu. Má mấy ông. Tham phần này có khoái xin chim ta. Má mấy ông hên á. Mấy ông cứ hỏi tí là mấy ông lên xin chim, hỏi tí là mấy ông việc xin chim với ta. Đó mình để Hào Kiệt ăn rồi phút cuối mình mới tranh lại nhất xui tranh lại mà mấy ông cứ giờ 400 cái gì nó hồi máu lên lên nhanh lắm rồi, chẳng qua là điểm được 3k4 kìa. Xuống đi mấy đại ca ơi. Nè anh em cầm tay tập trung nè, anh em cầm tay tập trung nè. Anh em cầm tay tập trung hết nè. Để trụ để cầm tay về bảo vệ trụ 1. Cầm tay về trụ 1 hết giùm em, cầm tay về hết trụ 1. Ok, cầm tay về trụ 1. Cầm tay về hết trụ 1, cầm tay về hết trụ 1 anh em ơi. Tuấn cái kho khí cụ huyền bí này coi. Cái kho này nó trời, kho di chuyển được nó ghê vậy trời. Ghê vậy. Kho này kho gì vậy? Kho lũ đạn hay gì vậy nhờ? Tổng lực luôn nè, tụi mày nè, chuẩn bị nè anh em ơi. Cơ bao máu đi anh em ơi, 30 giây tổng lực xin phim hết nha. Lấy máu. 30 giây anh em, tập trung ở tạo của em bút đi anh em. Chuyển qua ưu tiên boss đi, ưu tiên mục tiêu đi anh em ơi. Rồi lên stream đi anh em ơi. Lên stream xong vô. Lên thôi anh em ơi. Lên anh em ơi. Xong vô. Xong vô để mình kèn quét vô ngoài. Bà nội nó chết luôn rồi. Stream nó sát ăn luôn rồi. Còn stream anh em ơi, 8 giây ăn kịp anh em ơi, ăn kịp. Kịp không? Kịp anh em, kịp. Ồ, nó chiếm được luôn. Ảo vậy. Vừa phút một giây cuối ăn luôn. Ừ, đúng ảo luôn ta. Ăn nó ba rồi nhá. Phải rồi thiệt chứ. Phút cuối một giây chiếm luôn. Kinh quá anh em ơi. Nay thì công mình chiến mới hiện tại Chí Tôm thì giành chiến thắng ở lần này. Nhưng mà đợt công mình chiến này mình thấy khá hấp dẫn nha. Là có nhiều cái tính năng mới khiến cho anh em theo mình là phải on time hơi bị nhiều nha. Ôi trời, mấy cái này mới được ảo biệt thự quá trời ơi. Thì mình xin kết thúc video đây nha. Thì nếu anh em cần làm video về các vấn đề nào hoặc cần ủng hộ để xin up hoàn trả hoặc ngưng phí được cứ liên hệ mình. Chào mọi người, hẹn mọi người. Đấy, quan trọng đánh anh em để nghe mic chứ đấy. Đánh anh em cứ đánh lung tung là mệt lắm.